mình xin chia sẻ một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn đang quan tâm, đó là cái vấn đề là sử dụng pin sạc dự phòng hoặc là pin trong laptop có dùng được cho web hay không và nó có an toàn hay không. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Ví dụ như những cái cục pin mà nó nằm trong laptop đấy các bạn, ví dụ như cái cục pin đó mà cái chất lượng nó tốt, hàng chính hãng nha, ví dụ như là hàng Sony này, LG này, Panasonic, nói chung là những cái hàng nó chính hãng, chủ yếu là cái độ sáng nó tầm khoảng 20A trở lên thì các bạn có thể dùng được nha. Còn cái độ sáng nó thấp quá 5A thì tốt nhất là các bạn không nên dùng, tại vì dùng cho web thì nó khá là nguy hiểm. Cái vấn đề thứ hai nữa là ví dụ như cục pin sạc dự phòng đi, thì mình thấy đa số pin sạc dự phòng anh thì bên trong đó là pin nó kém chất lượng lắm, nên theo mình là nghĩ là tốt nhất là các bạn không nên lấy cái pin đó để dùng cho web nè, trừ một số trường hợp ví dụ như là những cái pin sạc dự phòng nó chính hãng. Ví dụ các bạn mua những cái cục pin dự phòng mà các bạn mua tầm 500 triệu gì đó một cục, thì bên trong nó thì có những cái cục pin nhóm ở trong đấy, hàng thương hiệu nó chính hãng thì các bạn còn có thể sử dụng được nha. Chứ còn những cái cục pin mà sạc dự phòng mà các bạn mua đâu tầm cỡ 200-300 thì những cái pin bên trong nó kém chất lượng đấy, cái độ sáng nó kém đấy, nên là tốt nhất các bạn không có nên là dùng trong web. Nếu mà các bạn lấy mà các bạn dùng thì nó khá là nguy hiểm. Cũng giống như mình thấy lúc trước có mấy bạn mua web vậy, mình thấy là điểm lấy mấy cái cục pin dự phòng mà nó không có nhãn mát, nó không có ghi cái ký hiệu, ví dụ như là cái hãng là cái hãng nào nè, cái độ xa nó bao nhiêu nè, nó không có ghi, nó chẳng qua nó ghi trên đó lại là chữ gì lung tung lang tang, ví dụ lung tung lang tang vậy, rồi bắt đầu là chẳng qua in lên dòng chữ à 3.7V hay là 3000 hết gì vậy, không nó không có cái thương hiệu gì hết, thì hàng đó thì tốt nhất các bạn không có nên dùng nha. Nói chung là pin dùng web thì trên thị trường là có khá nhiều loại, có rất nhiều đấy, nhưng mà chủ yếu là mỗi cái shop thì họ kinh doanh mỗi cái mặt hàng và mỗi cái sản phẩm nó khác nhau. Ví dụ như mình hiện tại thì mình chỉ có còn có 3 mẫu này thôi. Ví dụ như là mẫu thứ nhất thì mình thường báo là cái mẫu LG này, cái dung lượng pin nó là tầm khoảng 3000 mAh, thì độ sáng nó khoảng 30A, thì cái dung lượng của cái pin này thì nó 3000 mAh thì dung lượng nó nói chung là cũng tương đối cao, nhưng mà độ sáng nó thì trung bình, nên cái loại này thì các bạn dùng web, dùng trong web thì cũng được đó, nó ổn định nha các bạn, dùng thì nó cũng lâu hết pin. Và cái loại thứ hai là mình muốn giới thiệu đó các bạn, đó là cái loại pin màu xanh này. Cái hồi nãy là pin màu đây, pin LG là nó pin màu nâu các bạn. Cái thứ hai mình giới thiệu đó là cái pin màu xanh, pin Sony. Thì trên thị trường thì pin Sony nó cũng nhiều loại đó, ví dụ như là Sony Voltage 4 này, Sony NEM này, NEM A, Voltage 6. Thì mà đa số thì mấy anh em chơi web này đa số họ dùng chủ yếu là pin Voltage NEM A với Voltage 6 nha. Thì dung lượng pin nó cũng khá là cao, tầm khoảng 2060 mAh đến 3000 mAh đó các bạn. Độ sáng nó khoảng 30A. Thì pin này thì pin khá là thông dụng đó các bạn dùng cho web này. Thì hiện tại mình thì mình cũng đang dùng pin loại Sony này đó, thì độ sáng nó thì 30A, khá là ổn định, khá là tốt, pin nó tầm khoảng 3000 mAh. Mình đa số mình cũng thường dùng là pin Voltage NEM A và Voltage 6. Rồi cái pin thứ hai mà khá là thông dụng trong thị trường nữa nè, cũng chuyên dùng cho web, thì cái loại pin ý linh này đó, cái này là chính hãng luôn nha. Nói chung là mình bán đa số là loại pin cho web, thì mình bán những cái hàng có thương hiệu cũng tốt. Đây cái loại này thì cái hộp nó màu vàng, nên các bạn thấy cái pin bên trong đây, mình tháo cái pin ra bên trong cho các bạn xem nha. Đây cái pin nó bên trong này,
Đó. Pin này là gọi là nó màu tím này. Tím lên. Đây các bạn xem này. Thì cái pin này á là cái độ sáng nó khá là cao. Nó là 40A đó các bạn. Cho nên là dùng cho web là khá là tốt nè. Nhưng mà cái dung lượng pin nó thì khoảng 2200 mAh. Thì nói chung là cái dung lượng pin như thế này ạ. Thì dùng cho web là khá là tốt, khá là ổn định rồi. Đó. Độ sáng nó khá là cao. Pin này dùng cho web thì khá là tốt, ví dụ như mấy bạn mà dùng web mà thích chơi khối đó, dùng chơi khối đó các bạn, thì các bạn dùng bên đây thì các bạn chơi khá là ổn rồi, chơi khối khá tốt này. Đó. Thì mình chỉ có ba cái loại đó thôi cho mình giới thiệu cho các bạn. Nó còn mà trên thị trường là nhiều lắm nha, nhiều loại đó. Các bạn muốn tìm hiểu các bạn có thể tìm hiểu thêm, hoặc là sau này mình có những cái loại khác mà mình có thể giới thiệu các bạn đó. Mình thì mình cũng đang xài cái loại pin của pin xanh này các bạn, pin xanh này. Mình đang dùng là loại đây loại C6 này, Sony Vân C6, hàng công hiệu là nó sẽ khác nha các bạn đó. Thì loại này thì mình thường dùng loại này tại vì cái dung lượng pin nó cũng khá là cao, nó 3000, chủ yếu là mình dùng là chủ yếu mình chơi vậy thôi, mình hút cho nó cảm giác nó thơm ngon, cho mình không cần cái độ sáng nó cao đấy, tạm tạm ở 30A là được rồi. Còn mấy anh em mà thích cái độ sáng nó cao thì các bạn có thể dùng những cái loại 40A, 50A nha. Nói chung là các bạn dùng những cái hàng pin thương hiệu á thì nó sẽ tốt. Thứ nhất á, là nó tốt cho cây bếp các bạn này, nó làm cho cây bếp các bạn là nó có cái độ bền khá là cao. Thứ hai nữa là nó an toàn. Pin thương hiệu thì chắc chắn nó sẽ an toàn, cho còn các bạn dùng những cái pin mà lung tung trên thị trường không có nhãn mác, không có thương hiệu gì hết thì các bạn dùng cho cái bếp thì nó không có đâu, nó dễ bị cháy nổ nha các bạn, rất là nguy hiểm. Đó là những cái thật của mình đó là các bạn, tại vì mình thấy một số bạn không am hiểu dùng những cái cục pin dự phòng mà để dùng cho biết mà thấy nghi hiểm quá, nên mình mới làm ra cái video này. Mình khuyên các bạn là những cái cục pin sạc dự phòng mà các bạn tháo ra là các bạn tháo những viên pin đó mà không có nhãn mác gì hết thì các bạn tốt nhất không nên dùng nha. Ví dụ như mình thì mình đa số mình dùng chủ yếu là pin Sony, là chủ yếu mình dùng pin đó, mình rất là mến loại pin đó. Pin Sony cái độ sáng nó khoảng 30A. Thấy quá này, khá là tốt, dùng pin Sony khá là tốt các bạn. Độ sáng 30A thôi, khá là tốt. Còn nếu anh em mà muốn dùng độ sáng cao hơn này, các bạn có thể dùng những loại pin có độ sáng cao hơn. Các bạn tìm hiểu hiếu một số loại pin trên thị trường, ví dụ như loại pin lên này chẳng hạn, độ sáng 40A, loại này là các bạn chơi khối là ok luôn, có bay chơi luôn các bạn. Thôi, chào các bạn nha. Hẹn các bạn các video mình chia sẻ các sản phẩm rồi sau ạ. Chào và hẹn gặp lại.